Một em cáp máy lổ rất là êm luôn. Chiếc này là sản xuất năm 2007 các bác nhá. Đấy, xin chào các bác. Hôm nay em sẽ lên sóng cho các bác một em Chevrolet Captiva. Thì chiếc này là mới vào buổi sáng ngày hôm nay thì mới rửa ráy và có một vài cái vết chi tiết thì em đang cho dọn dẹp. Đấy, ngày mai thì sẽ có hình ảnh chi tiết luôn nhá, nhưng mà cũng không cần phải hình ảnh chi tiết đâu. Em quay bây giờ nó rất là nét rồi. Đấy, chiếc này là 2007 động cơ 2.4 số sàn Chevrolet Captiva thương hiệu của Mỹ nhá. À, với cái biển là biển 18 Nam Định. Máy nổ siêu êm luôn. Các bác nghe tiếng máy chưa ạ? Đấy. Em đang lổ máy nhá. Máy lổ siêu êm luôn. Đấy, Captiva màu nguyên thủy là màu vàng luôn này, 92U này. Đấy, các bác nhìn chưa? Rất là đẹp luôn, không có tai nạn đâm xô gì cả. Đấy. Ốc camo này. Nguyên chưa? Cửa tiền thì đang được bên em chào bán với mức giá là 190 triệu thôi. 190 triệu cho em Captiva này. Thì 190 triệu cho một chiếc xe ô tô 7 chỗ ngồi. Nó có những gì và nó còn lại những gì sau những 5 tháng sử dụng các bác nhá. Thì em sẽ giới thiệu chi tiết luôn cho các bác biết là con này nó còn lại những gì nhá. Xe không có tai nạn đâm xô ngập nước gì cả. Cam kết một điều các bác là không có tai nạn hay là đâm xô ngập nước gì cả. Máy số gầm bạ chắc. Nhưng mà máy thì máy làm rồi nhá, không có máy zin đâu nhá. Những cái dòng cáp mà sản xuất từ đời này đến đời này thì không có chiếc nào máy zin đâu. Nên em cứ báo luôn trong video này cho các bác lựa chọn nhé. Máy làm rồi thì càng tốt và mình đỡ phải làm. Đấy. 7 chỗ ngồi gầm cao. Xe thì có trang bị phanh ABS 4 bánh này. Phanh đĩa 4 bánh. Hai túi khí an toàn, điều hòa auto tự động. Có hệ thống hỗ trợ đổ đèo, hệ thống cân bằng điện tử chống trơn trượt, một dàn lốp mới nhé. Một dàn lốp Hancock mới luôn. Lốp Hancock này. Một dàn lốp mới này. Đây các bác nhìn này. Đấy. Mới luôn nhá. 4 quả lốp mới thì các bác là mua có chiếc này về thì đã lợi được khoảng mười mấy triệu tiền lốp rồi. Như những chiếc khác thì ví dụ như các bác nó mua phải những cái chiếc xe mà nó không chất đấy, xong đến cái đơn giản những cái lốp mà mình cũng phải làm đấy thì đâm ra là nó sẽ cộng thêm cái giá rất là nhiều nhá. Thì chiếc này em đang chào bán với mức giá là 190 triệu. 190 triệu cho em Chevrolet Captiva sản xuất năm 2007 này. Rất là đẹp luôn, tông màu bạc 7 chỗ ngồi nhá. Xe này các bác nhìn là form dáng này. Căng luôn. À. Không có một tiếng bả ma tít nào cả. Keo chỉ đây. Đấy, chị em đang dọn dẹp nhá, nhưng chưa xong. Mai em lau chùi sạch sẽ luôn. À, keo chỉ đây. Rất là đẹp, nguyên bản luôn. Không có tai nạn đâm xô gì cả nhá. Máy số gầm bệ chất nội thất ghế da zin nguyên bản. Đấy, ốc khóa có nhìn chưa? Rất là đẹp. Đấy, bác nào vào đây là nếu đây là lần đầu tiên, mới lần đầu tiên anh chị nhá. Theo dõi kênh mua bán ô tô cũ của em thì cho em xin một nút đăng ký kênh và một nút chuông ở phía bên tay phải màn hình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất về bên em về hàng ngày trong ngày tháng anh chị nhá. Chiếc này sẽ có trang bị điều hòa auto tự động, màn hình camera lùi. Đấy, hệ thống hỗ trợ đổ đèo, hệ thống cân bằng điện tử đây. Đó các bác nhá, hai túi khí an toàn. Và các bác nhìn chưa? Cái chỗ này ấy thì em xin lỗi các bác là nó bị cái da này. Cái da của cái cùm củ số này nó đang bị cũ rách rách, nên là em bóc ra. Em đang may cái củ số, cái áo cần số mới. Đấy. Mai em lắp lại rồi thì nó lại đẹp như kiều luôn. Các bác nhá. Thì cái này không để ý đâu nhá. Cái này nó không liên quan gì đến cái phần ấy đâu. Tắt máy cho các bác xem này. Này. Số này. Ngọt ngào luôn. Đấy. Đấy không các bác nhìn chưa? Không mặc quần thì nhìn nó rất là kinh dị luôn. Ai thế thôi. Nhưng mà mai em lắp cái áo vào đây, nó lại là ok luôn. Đây này, đây nữa này. Đấy. Đội cái mũ vào này, trông đẹp dai ngay. Màn hình này. Đấy, màn hình này. Camera lùi đầy đủ nhá. Ghế da nguyên bản theo xe, con này là ghế chỉnh điện bản đủ nhá. Captiva bản đủ. Ốc ác của em nó này. 190 triệu thôi các bác nhá. Rất là hợp lý cho một em Chevrolet Captiva 7 chỗ ngồi đi lại gia đình gầm cao. Xe không có tai nạn đâm xô gì cả, một dàn lốp mới nên màn hình camera lùi rồi. Camera lùi đây các bác này. 7 chỗ ngồi nhá, hàng ghế sau chúng ta có thể gập lại được. Đây những cái đồ đạc của chủ cũ để lại cho em này. Đây em bỏ ra. Nó không cần gì đến liên quan gì đến xe nên em bỏ ra. Đấy. Đây hàng ghế này. Thì đây đồ nghề này, kích này. Đấy, ở dưới có lớp dự phòng. Ở đây có hai hàng ghế đó nhá. Ở đây có hai hàng ghế đó, hai cái ghế đó. Đấy, chân ốc này các bác nhìn chưa? Tất cả nó còn nguyên này. Không chưa một lần cựa này. Và chiếc xe này nó có như nào thì em báo như thế nhá. Máy số gầm bệ chất đã đại tu cực chất luôn, 2007 mà. Nó rất là hợp lý luôn, khi các bác mua về có thể là đi luôn chứ không phải lo về vấn đề vì là máy móc hay là gầm bệ cả. Đấy, gầm bệ máy móc làm rồi. Đấy.
nhưng mà không tai nạn, không đâm xô, không ngập nước, không mục mọt nhá. Đấy, một dàn lốp của người ta lốp mới nữa cơ. Một chiếc xe mà chủ xe họ cẩn thận, họ bảo dưỡng đầy đủ thì bác về chỉ việc an tâm đi thôi. Chỉ việc an tâm đi thôi nhá. Ghế rất là đẹp này, nội thất màu kem rất là đẹp này. Đấy. Lốp rất là kết bộ lốp này. Lốp Hàn Quốc của Hàn Quốc này cũng rất là đáng giá luôn. Đấy, bác nào hoặc là bác nào có đang có một cái mẫu xe nào đó mà muốn đổi xe, có nhu cầu muốn đổi xe thì hãy alo cho em nhé. Em sẽ đổi cô các xe, những cái mẫu xe có giá từ 100 cho đến 500 triệu đồng. Đổi cô các, bác nào muốn bán thì alo cho em sẽ nhận bán, sẽ nhận mua với mức giá hợp lý nhất nhé, đến tận nhà mua mức giá hợp lý nhất. Đấy, tổng lưng hạ kính chỉnh điện này, đằng sau này là cái mở cái kính của đằng sau, mở cái kính của cái cửa cái cốp đằng sau đấy, nó giống như cái con ấy kép ấy. Động cơ 2.4 này, ghế chỉnh điện này. Đấy, chạy mượt mà nhá. Ok chưa? Đấy. Chạy này. Ghế chỉnh điện này. Đấy, gương chỉnh điện cụp xòe đầy đủ này, tăng độ sáng táp lô này, hai túi khí an toàn này. Nói chung là chiếc con này rất là đẹp. Với cái cửa tiền mà em đang chào bán là 190 triệu thì nó rất là hợp lý cho một cho bác nào về đi lại hàng ngày, đi làm, đi gia đình đông người, và với cửa tiền chưa đến 200 triệu đồng nó rất là hợp lý các bác nhá. Đấy, bác nào quan tâm đến chiếc Chevrolet Captiva này thì hãy alo cho em nhé. Đây là phần đèn pha của xe này, trang bị đèn bi xi lông nhé. Đấy, trang bị đèn bi xi lông các bạn. Đấy, xem nào. À đây này, có cái phần này em chưa giới thiệu này. Sinh nhan báo rẽ tích hợp trên gương này, tay khóa mạ A-lốc này, nẹp chân kính mạ A-lốc này. Đấy, rất là đẹp phải không? Nguyên bản nguyên thủy theo xe nhé, nguyên thủy theo xe. Những cái đường bác nhìn này, những cái ốc của nó này. Đó, bên em có như nào bán như thế nhá, không có gì gọi là phải phải giấu phải giếm cả. Máy làm rồi bảo máy làm rồi, xe có như nào báo như thế. Đấy, đây. Ok chưa? Ok chưa? Ốc rất đẹp. À, camera hành trình này. Đấy, camera hành trình. Và với cửa tiền là 190 triệu. Bác nào quan tâm thích chốt chiếc Chevrolet Captiva này, hãy alo cho em theo số điện thoại là 0358 286 286. Em Di Quang, ô tô chất. Và đồng thời nếu đây là lần đầu tiên mà anh chị theo dõi được kênh mua bán ô tô cũ của bên em thì hãy cho em xin một nút đăng ký kênh và một nút chuông ở phía bên tay phải màn hình để được cập nhật những cái mẫu xe mới nhất mà bên em quang về hàng ngày theo ngày tháng anh chị nhé. Rồi ok các bác, hẹn gặp lại các bác sau những video lần sau nhé. Bác nào thích chốt mẫu xe này thì alo cho em quang. Ok các bác.